Vì sao ông tương lai tuyên bố bỏ đảng bị đả kích và ma sát? Trái ngược với những người tuyên bố bỏ đảng trước đây, thường được làng dân chủ và truyền thông nước ngoài tuyên truyền dùm beng, dựa vào đó để giấy lên phong trào bỏ đảng với các đảng viên đang theo đảng, thì sự việc ông tương lai, tức Nguyễn Phước Tương, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học tuyên bố bỏ đảng đúng vào ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại bị chính các đồng đảng, đồng bọn của mình mát sát, chửi rủa không thương tiếc. Ông dịch giả Phạm Nguyên Trường là một trong những người đầu tiên mát sát cái tuyên bố bỏ đảng của Nguyễn Phú Trọng trở về với đảng của Hồ Chí Minh, của ông tương lai, bằng bình phẩm. Tôi cứ tưởng ông là người có chữ nhưng hóa ra ông chỉ biết mặt chữ chứ không hiểu nghĩa, chán, trong phần comment, ông Trường nói rõ hơn ý tứ của mình rằng cái tuyên bố bỏ đảng này của ông tương lai thực chất là bình mới rượu cũ. Hàm ý rằng họ tưởng ông tương lai đã thực sự bỏ đảng từ lâu, hóa ra ông ta lừa đồng bọn, vẫn còn lưu luyến, gắn bó với đảng, không dám ly khai thực sự. Nguyễn Lân Thắng cũng ngoàng ngoắt không kém. Anh này vừa mát sát đảng của ông tương lai và hành động đi hai hàng của ông tương lai kiểu nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy mà vẫn túm lấy cái dây buộc vào cửa toa thì rất là thiếu trí tuệ ông tương lai ạ. Phần đồng đám dân chủ thì châm biến ông tương lai theo kiểu rất mong bước tiếp theo ông sẽ phục hoạt đảng lao động để chứng tỏ quyết tâm bỏ đảng là có thật. Phía sau những hàng châm chỉa đó là đủ những lời tục tiễu, mặt sát, chửi bới, thóa mạ ông tương lai không khác nào kẻ thù của phong trào dân chủ. Ngay cả truyền thông nước ngoài, dù phỏng vấn ông tương lai về quyết định này, đều cố tình cai nội dung đả kích ông ta đã dám bỏ đảng mà vẫn không chịu đoạn tuyệt với nguồn gốc của đảng. Chứng kiến cao trào tổng xì vạ ông tương lai, khá nhiều thân hữu của ông tương lai đã lên tiếng cầu xin đồng bọn hay tôn trọng quyền tự do chính kiến của ông tương lai, tiêu biểu trong đó là Nguyễn Quang A và Lê Công Định. Điểm chung của khuynh hướng bảo vệ này cho rằng dù có vẫn còn hơn không, nên ủng hộ mầm mống này của đa nguyên chính trị nên thực dụng kêu gọi đoàn kết lê công định thậm chí còn bao biện ca tụng cho thủ đoạn bỏ đảng nguyễn phú trọng và theo đảng hồ chí minh của tương lai là sẽ giúp hàng ngàn người cộng sản phản tỉnh rời bỏ hàng ngũ đảng cầm quyền để lập nên một đảng đối lập khiến có thể làm suy yếu và phân liệt đảng độc tài hiện nay. Tại sao chúng ta không ủng hộ dù không đồng tình? có vẻ như Lê Công Định là kiện tướng về khoản chế tác bánh vẽ, mơ mộng, ảo tưởng về uy tín hay ảnh hưởng tầm vóc của ông tương lai đối với nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay sau những gì mà ông này đã thể hiện. Dư luận đều cho rằng ông tương lai là phiên bản của Bùi Tín, Phạm Xuân Nguyên hay hàng tá những đảng viên phản tỉnh khác mà thôi. Từng cống hiến cho đảng đến mưu cầu danh vị, nhưng khi cho rằng đảng sẽ tan vỡ hoặc nhận thấy đảng không còn trọng dụng mình nữa hoặc khi mình đã hết thời thì chạy sang hàng ngũ đối lập với hy vọng làm thủ lĩnh của phong trào đối lập cho xứng đáng với tầm vóc của mình. Những người này ban đầu đều được hàng ngũ đối lập kia tung hô, cổ vũ lên chín tầng mây theo tư tưởng thực dụng của Lê Công Định. Nhưng chẳng bao lâu, khi hết vai trò hoặc khi những vị này đòi hỏi làm thủ lĩnh lãnh đạo hoặc họ không chịu đoạn tiệt với quá khứ của mình vẫn ca ngợi quá trình cống hiến cho đảng không dám đào mả tổ tiên và tổng xì và đồng đội chiến hữu xưa kia của mình thì lập tức sẽ ăn đủ những lời chụp mũ thóa mạ, thậm chí lôi tội lỗi theo cộng sản trước kia ra kết án không thua gì tòa án mình May mà cách mạng dân chủ chưa thành, chứ nếu thành công thì e rằng số phận của những kẻ cơ hội phản tỉnh hay nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Thanh Giang là trở cờ như ông tương lai còn bi thảm hơn rất nhiều